Mến chào các bạn đang tới với câu chuyện ngụy trang học cha tập 45. Đoạn tình nhai, vách núi đoạn tình là địa điểm bàng chiến nổi tiếng trong sáng thế. Nguyên nhân thì rất đơn giản, nếu thực sự không đánh lại nổi, thay vì chết dưới kiếm của kẻ địch, không bằng gieo mình xuống vách núi còn hơn. Chết cũng phải chết trong danh dự. Trần đã sức sứa hai bàng hồi, lớp 4 quỳ xuống gọi bố đi, và lớp 3 đều là cháu tao. Rất nhanh, đã trở thành chủ đề nóng, lôi kéo rất nhiều người qua đường hóng hớt. Ở thành vật phẩm, ở dưới góc phải ấy, Hà Triều nói, học ủy trốn ra sao đi, nếu không chịu nổi nữa thì nhảy núi ngay, để chuột lên cản đỡ cho Lương Huy, là đứa nào trong đám kia. Tôi lên sơi nó. Hà Triều cũng bắt đầu gạt được mấy đầu người, chiến thuật ẩm hiểm, phong cách hoa lệ. Lô Tôn Hảo lao lên bảo vệ bé gà tân thủ cấp 5 phía sau lưng. Lão tà nhà ông đang làm thịt nó rồi. Nhớ anh đó, nghiền mất thôi. Đơn thường độc má chiếm giết tới tận trận doanh của địch. Mặc dù đã rất lâu rồi Tà Du không chơi trò này, nhưng chu đầy lôi rảnh quá, không có gì làm, thành ra lại đam mê nghiên cứu các đòn liên hoàn mới. Nghiên cứu xong là lập tức điên cuồng khoe khoang với cậu. Ông chủ ta, mày nhìn chiêu mới của ta này, ta quyết định đặt tên nó là lưới đào của lôi tử, mày thấy được không? Tà Du cũng chẳng hề nề nang, ta chỉ thấy quê một cục. Lương Huy bị chiến di với cái nickname ngớ ngẩn dồn tới mức không cách nào nhúc nhích được. Chỉ trong vòng 5 phút ngắn ngủi, phe bọn hắn đã hy sinh chỉ còn non nửa quân sĩ. Người tới người lùi trong thoáng chốc, cảnh sát xung quanh cũng bị lù mờ, chỉ còn cái tên sặc sỡ nhúc nhích tràn ngập màn hình. Còn một vạch máu, đào thêm đào nữa. Tà Du nói xong cũng không đợi mọi người xung quanh kịp phản ứng, bổ sung thêm một câu, đã chết. Trang bị của Lương Huy cũng không hề tệ, nhưng có lẽ vì tâm tình thưởng thức trò chơi đều đạt được các món trang bị đắt đỏ, nhân vật trong game trông rất lòng lành chói sáng, trên thực tế thao tác chẳng tốt là bao. Trong lúc này, cuối cùng Tiết Tập Sinh cũng gặp được đủ thuốc, sau khi hồi máu lập tức thả ra mấy kỹ năng gần như không có chút xíu lực sát thương nào, thể hiện tinh thần kiên cường của một tân thủ cấp 5 trước mắt mọi người. 20 phút sau, hệ thống thông báo, lớp 4 quỳ xuống gọi bố đi chiến thắng, lớp 3 đều là cháu tao. Giành được chiến thắng trận này phải nói là tràn trề hạnh phúc, cổ họng Lô Tôn Hảo như khàn hẳn đi. Chỉ một giây sau, thắng bại, cậu chàng càng thêm liều mạng, càng gào thét. Thắng rồi anh em ơi, chúng ta thắng rồi. Tả dù vì tiếng gào của Lô Tôn Hảo rồi trò tới nhức hết cả đầu, vô thức muốn gỡ tai nghe ra, nhưng ngày sau đó, trong tay nghề đột nhiên xuất hiện tiếng mắng chửi còn vang dội hơn cả. Bảy muốn chết hả? Đã làm bài tập xong chưa? Giờ nào rồi mà vẫn còn chơi game? Lưu Tôn Hảo cũng gây tiếng ồn quá lớn, tới nỗi chiều hồi cả ba mẹ Lưu qua đây. Vừa đẩy cửa ra là một chàng mắng mỏ xối xả. Lưu Tôn Hảo bị mắng thảm lập tức trở nên thành thật, khép nà khép nét nói, mẹ ơi, con chỉ chơi thêm 10 phút nữa thôi, con thể thật đấy à? Mà ở một đầu dây khác thì lại có một vị phụ huynh không hề theo khuôn phép bình thường. Sao không chơi nữa rồi con, cứ chơi tiếp cùng các bạn đi, trò này trông cũng thú vị đấy chứ. Có muốn mua thêm trang bị gì không? Mama thấy đứa trẻ nhà khác đều mua hết mà, còn thích thì cứ mua, mama cho tiền nhé. Tập thể lớp 3 bị vị phụ huynh này làm kinh sợ tới không thể thốt nên lời. Sau đó cả bọn nghe thấy Tiết Tập Sinh bất đắc dĩ nói, nè, không cần đâu à, con không chơi nữa, con muốn học từ vựng cơ. Lưu Tuần Hào chỉ muốn bật khóc, vì cớ gì giữa người với người mà cũng thật khác biệt về chứ. Tả Dù cầm dây tay nghe thấy tất cả mọi người trong kênh trò chuyện đều đang cười, ngoài trừ Lưu Tuần Hào vẫn đang rên rỉ oán trách số phận bất công, những đứa khác cũng chỉ biết bỏ lăn ra mà cười. Cậu cười cười rồi buông tay ra, đang định thoát khỏi trò chơi bỗng thấy đám lớp 4 dùng loa nhỏ tuyên bố đầu hàng trên kênh thế giới. Có chơi có chịu, thật xin lỗi. Trận đấu này vốn là do bọn chúng chủ động khơi mào, giờ đây đành phải nhận thua. Chỉ có điều dù đã cúi đầu nhận sai, bầu không khí trong kênh bà ngồi của lớp 4 cũng không hề giống vậy. Lương Huy điên tiết tới mức gõ bàn phím bùm bụp. Cuối cùng khi ấn gửi đi rồi mới phát hiện ra mình đã gửi nhầm nơi. Một hàng chữ đột nhiên xuất hiện trên kênh thế giới. Lần nào thi thố mà điểm trung bình chẳng xếp hàng chót, tất nhiên là chơi game phải máu rồi. Mâu thuẫn giữa hai lớp khởi nguồn từ trận bóng rổ, tới hiện tại thì đã không thể cứu vãn được nữa.
vốn đang ở tuổi dễ bị kích động nên càng không có cách nào khống chế nổi cảm xúc. Tay của Tả Du bỗng cứng đờ. Cậu đã đang bực bội vì vụ ầm ĩ lần này, giờ trông thấy cậu kia chỉ cảm thấy lửa giận thoát cái đã bùng lên đỉnh đầu. Trong kênh chat của lớp bà đột nhiên im bặt, mãi đến khi có người không nhìn được chửi bậy một tiếng, sau đó tất cả mọi người đều đồng loạt nổ tung. Tụi nó nói gì vậy là có ý gì chứ? Thành viên của lớp bà chưa kịp mắng thêm câu nào đã trông thấy một cái nick quen thuộc, khác biệt hoàn toàn so với thẩm mỹ loài người chợt nhảy lên trên kênh thế giới. Nhớ anh đó, nhìn mất thôi nhắn, mày muốn chết hả? Tả Dù vừa gửi xong, một tài khoản khác cũng chém giết xông ra. Yêu em đó sai mất thôi. Đến khi kỳ thi sắp giữa kỳ sắp tới, trợn to mắt chó lên mà nhìn xem cho kỹ ai mới là bố chúng mày. Cả đám không tài nào ngờ được, tiết tập sinh còn chưa lên tiếng mà hai vị học trà với thành tích tàn tệ trong lớp của mình lại là người đầu tiên xông ra dọa nạt người khác. Mặc dù khí thế bùng nổ mạnh mẽ, vừa phách lối mà ngang tàn, không khỏi mang tới cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Thế nhưng các bạn học lớp 3 đâu có ngu mà bị sự hùng hồ này làm cho choáng váng đầu óc. Giọng La Văn Cường cũng bắt đầu run rẩy. Thế này, mặc dù mấy ông nói thế thì oách thật đấy, nhưng mà sao lớn lối thế hả? Các ông biết mình đang nói gì không? Phản Đạt nói, tỉnh đi, cầu xin hai người ấy tỉnh táo lại đi. Lưu Tuấn Hào bảo, chiều ca làm người không thể huynh hoang quá đáng được. Chỉ còn chưa tới 2 tuần nữa là tới thi giữa kỳ. Từ ngày vào học kỳ tới nay, khối 11 đã trải qua một lần thi tháng. Vào kỳ thi tháng trước nó không lâu, hai vị này cũng vẫn đang kiên trì bám vững vị trí đội sổ toàn khối. Dù có tiến bộ về mặt điểm số nhưng khoảng cách dao động không quá lớn. Cả lớp bà phấn khởi thì rất phấn khởi, tuy nhiên chỉ cần liên tưởng tới thái độ học hành bình thường của hai ông lớn kia, vẫn có đầy đủ lý do để có thể nghi ngờ rằng thành tích đó chẳng qua là do bọn họ bất chợt trúng mánh mà thôi. Đám người này phản ứng quá kịch liệt, Tả Dù với Hà Triều muốn nói chen vào cũng không lọt. Hà Triều vất vả mãi mới dứt quãng nói ra được dứt câu. Không thành vấn đề, coi như có nhường chúng nó 30 điểm, cũng ăn chắc luôn mà, thật ra tôi với lão Tả. Không đợi hắn nói hết, đám bạn cùng lớp đã lần lượt thoát ra khỏi nhóm chat từng người một. Tạm biệt, đến đoàn 30 điểm là hết chịu nổi nữa, bọn kia nhường tụi mình 30 điểm chưa chắc tụi mình đã thắng ấy, vì danh dự của lớp chúng ta tôi phải ốp làm bài tập đấy. Và Đạt nói, tôi cũng đi học đây, học đi. Cuối cùng trong kênh chat vào chỉ còn sót lại đúng hai người Tả Dù và Hà Triều. Hà Triều giờ khóc giờ cười, mới đầu hắn chỉ bực tức nên mới hùa theo bạn nhỏ nhà mình, lên sàn thị uy mà thôi. Nếu đã công khai trước mặt bản dân thiên hạ rồi, hắn tính rằng sẽ nói thẳng luôn với đám bạn, không ngờ đám kia vốn không hề muốn nghe. Đấy lòng tin giữa người với người cũng chẳng có nữa. Hà Triều cảm khái xong chợt gọi cậu, lão Tả. Hả? Kế hoạch trước đó ấy, từng bước... Tả Dù thoát khỏi trò chơi cỡ tai nghe xuống ngắt lời, còn từng bước kia rắm. Câu nói kia của Lương Hủy vẫn đang quanh quẩn trong đầu cậu. Tả Dù bực bội khôn ta, đã đang bốc hỏa vì cái mác học trà không thể trứ bỏ từ hôm nọ, tới giờ hết thảy phiền muộn như bị đốt trụi. Trong đầu chỉ còn lại đúng một câu, cứ tới luôn một trận cho rồi. Hà Triều buông con chuột ra cũng nói, được, phải làm phải đi. Nhóm chat của lớp trong hai ngày cuối tuần vô cùng yên tĩnh, gần như không có một ai trồi lên nói chuyện. Dù có được thác và học ủy hỏi hàn bài này bài kia, hỏi xong là biến mất không còn bóng dáng. Đúng rồi, lát nữa tới trường nhớ mang theo túi đồ mẹ để trên bàn nhé, đừng có quên. Sáng sớm thứ hai, cô Tuyết Lam đã chịu uống được mấy ngụm cháo đã buồn thì xuống lại nhài. Mẹ mua thực phẩm chăm sóc sức khỏe cho con, coi như bổ sung dinh dưỡng. Vâng ạ. Tả Dù đáp xong thấy điện thoại rung mấy lần, mở ra trông thấy học ủy đang giảng một đề nào đó cho La Văn Cường. Cậu nhìn qua rồi đặt di động xuống tiếp tục cúi đầu ăn sáng. Cô Tuyết Lam hỏi, bạn cùng lớp hả? Vâng. Hình thức nói chuyện của hai người vốn luôn như vậy, nếu là trước kia thì Tả Dù sẽ không hề thấy có gì bất thường. Từ lâu cậu đã kiềm lời, nếu chỉ nói xuống thì ta hành động cụ thể còn hơn. Nhưng lần tâm sự trước cậu cũng đã bắt đầu chú ý hơn tới lời mẹ nói. Một lúc sau Tả Dù mới mở miệng. Học viên học tập của lớp chúng con đang giảng cách làm bài cho nhóm chat của lớp mấy hôm trước. Tả Dù không am hiểu mấy chuyện kể lể này lắm. Một trận đánh hoành tráng trong game bị cậu thản nhiên tóm tắt chỉ bằng vài ba câu ngắn gọn. Nhưng cô nữ sĩ vẫn nghe rất thích thú, cuối cùng tò mò hỏi. Vậy bình thường thằng bé đó không làm gì khác sao?
Tả Du nói, cuộc sống của nó chỉ xoay quanh học tập thôi. Trên đường bị kẹt xe, chờ Tả Du tới trường thì chuông vào học vừa mới vang lên. Trong phòng học lớp 3 im lặng tới kỳ cục, trong khi ngày thường cũng chỉ cần từ xa, đã nghe được tiếng cả đám nhốn nháo ồn ào. Tả Du vừa mới đi cửa sau đã thấy trên bảng tin của lớp được viết bốn chữ lớn không biết từ bao giờ, màu đỏ in đậm, đi thẳng vào lòng người. Nghịch thiên cải mệnh. Hạ Triều cũng tới muộn, cũng vừa vào lớp đúng lúc gặp được Tả Du. Hắn phìn tay vào khung cửa, bên cơn dừng lại, vườn tay khoác vai Tả Du khẽ nghiêng người nói. Đứng đây làm gì vậy, không vào sao? Hạ Triều nói xong thoáng nhìn qua lớp học cũng trông thấy bốn chữ này. Gì đấy, chủ đề kỳ này của bảng tin hả? Tả Du hỏi lại, anh cảm thấy trường mình sẽ giao lại chủ đề này sao? Bầu không khí học tập của lớp 3 hôm nay say sưa một cách khác thường. Đứa nào cũng vùi đầu mệt mài đọc sách. Lúc này Phản Đạt làm xong trực nhật đi từ ngoài vào trong lớp. Hạ Triều ngoắc tay với cậu chàng. Phản Đạt bỏ khăn lau xuống, hóa ra trong tay còn cầm một cuốn sổ từ vườn nhỏ nhỏ. Sớm đi Triều ca. Hạ Triều nói, chào buổi sáng anh bạn hả, giải thích chút coi. Đây là do chuột viết. Phản Đạt nói, nó kia muốn cổ vũ tinh thần mọi người, không được từ bỏ hy vọng. Kỳ thi giữa kỳ của lớp mình lần này chính là quyết chiến đến cùng. Toàn thể đám học sinh lớp 3 vốn không hề trông cậy vào hai vị đại gia này có thể thi được điểm số tốt đẹp gì. Mong chờ lớn nhất là cả hai sẽ trúng nhiều tủ như lần trước, còn lại điểm trung bình chỉ biết dựa vào việc bọn họ kéo lên được bao nhiêu mà thôi. Buổi sáng cả bọn đã tụ lại một chỗ mở họp lớp khẩn cấp, tính toán tới tình huống xấu nhất, mà dù rất khó khăn nhưng cũng không phải là không thể làm được. Lúc ấy Liều Tuấn Hảo cầm tờ giấy trong tay, một tay khác vạch vài vòng trên giấy. Chúng ta giả thiết qua nhé, nếu lần này Triều ca thì được 10 điểm, không, hay là bi quan hơn nữa đi, cứ tính là 0 điểm nhé, nếu vậy thì bối cửa trong lớp chỉ cần được thêm. Phản Đạt đang quyết định về chỗ học tiếp, bỗng nghe thấy Hạ Triều buông một câu. Quyết chiến cái gì, tôi và Lão Tạ gặt được mấy điểm tối đa cũng không thành vấn đề. Hạ Triều nói vậy đã đành, thế mà Tả Du luôn luôn tích chữ như vàng cũng hổ theo, ừ một tiếng. Phản Đạt thiếu chút nữa thì trượt chân, trong lòng ngổn ngang trầm bối tơ vò, hoàn toàn không hiểu nổi, rốt cuộc sự tự tin ngông cuồng của hai người này lấy ở đâu ra. Hai đứa bay bệnh thần kinh rồi hả, đang mơ mộng cái gì đấy, tỉnh táo lại đi có được không? Phản Đạt cũng không thèm chừa cho cả hai cơ hội để nói gì thêm, suốt đoạn đường chỉ lặp đi lặp lại đúng một câu, xin các người tỉnh táo lại đi, chạy thẳng về chỗ ngồi. Tả Du đứng trước cửa lớp tâm trạng cũng phức tạp, tuổi này rất tỉnh táo mà. Hạ Triều cũng vẫn duy trì tư thế vừa rồi, ôm cổ Tả Du bị Phản Đạt đả kích đến ngẩn người. Tỉnh táo thật đấy. Hạ Triều nói xong rồi cất giọng nói theo bóng lưng của Phản Đạt, sao có không tin hả, chỉ là mấy điểm tối đa thôi mà. Lời vừa thốt ra không chỉ Phản Đạt suy sụp mà tới Lưu Tôn Hảo cũng hận không thể phồng tay ném quyển sổ từ vựng tiếng Anh trong tay mình vào thẳng mặt hai tên kia. Tin cái gì mà tin, xưa chúng ta không có tin tưởng gì hết. Ông mà thi được điểm tối đa thì tôi thề sẽ nốt trọn bài tập ôn dưới kỳ luôn. Chuông vào tiết tự học buổi sáng reo lên, tiếng ồn ào trong các lớp học cũng dần lắng xuống. Giáo viên tiếng Anh cầm sách giáo khoa ra khỏi văn phòng, trông thấy hai đứa học sinh lớp 3 vẫn đang đứng như trời trồng ngoài hành lang trước cửa lớp. Hai cậu kia đứng ngoài cửa làm cái gì, không nhanh chân mà quay về chỗ ngồi đi, phải lớp tới nơi rồi. Tả Du nhẹ thở hắt ra một hơi cũng chẳng buồn đôi co tiếp với lũ kỳ nữa, đi về bàn cuối kéo ghế ra. Hôm nay không khí học tập của lớp tiến bộ ha. Giáo viên tiếng Anh và lớp cũng nhận được cảnh tượng khác lạ này, cổ cúi người chỉnh thiết bị trên máy tính. Họ từ vô nghiêm túc đấy, có phải đã bắt đầu thấy áp lực vì sắp thi giữa kỳ không? Cô giáo tiếng Anh chỉnh lớn âm lượng lên rồi nói, các cháu không cần phải quá lo lắng đâu, cứ giữ vững tinh thần mà ôn thi, chỉnh đốn trạng thái cho tốt. Cô giáo đầu thể ngờ rằng đám học sinh lớp 3 thành ra thế này chỉ vì muốn so kè với lớp 4 bên cạnh, thể sống mái ăn thua đủ mà thôi. Tả Du cũng làm thử thấy bài nghe hiểu. Vì phải bắt xe buýt nên mới 5 giờ sáng đã rời giường, nghe được hai đề là cậu dần mệt rũ người. Cuối cùng cục hành xuống bàn, ngón tay cầm bút, mấy chữ cái tiếng Anh ngày càng trở nên rời rạc. Hạ Triều quay sang lên thấy bàn nhỏ nhà mình bắt đầu xíu cả lại, vẻ mặt buồn ngủ vô cùng. Tả Du làm bài rất nhanh, không chờ nghe hết câu đã hỏi, đã chọn được đáp án chính xác. Tả Du vừa khoanh tròn vừa nghĩ thầm trong lòng. Cậu tự nhận từ ngày nhập học tới nay vẫn luôn chuyển một đường lui cho chính mình,
thỉnh thoảng sẽ giải được nửa bộ đề dễ thở nào đó cho các thầy cô bộ môn trước bất ngờ nhỏ nhỏ. Em nhìn bà em làm đi, không phải em đã nghĩ được cách giải rồi sao? Chẳng qua là không chịu học thuộc công thức nên mới mắc kẹt luôn từ bước đầu thôi. Không ngờ một xíu bất ngờ nhỏ nhòi được suy nghĩ kỹ càng sau này cũng chẳng hề lưu lại dấu vết gì trong lòng bạn bè và các giáo viên khác. Có thử cái viết nào không? Hà Triều hỏi. Viết của anh đâu? Anh lỡ tay, không mang rồi. Giả vờ đã lâu, hậu quả của việc quá chuyên nghiệp chính là tả dù xới tung cả ngăn bàn cũng không tìm được cây bút thứ hai, vẫn nghèo rớt mồng tơi như cũ. Cả hai cứ trầm mặc nhìn nhau như vậy một lúc lâu. Tả dù rời mắt, dùng bút chọc chọc vài bàn trước, muốn hỏi còn sự cây nào không, nhưng mà người anh em luôn nhất mực cùng kính với hai vị đại ca bàn dưới đột nhiên lại dở chứng. Mặc dù bàn trước bàn sau đã gắn bó với nhau được một thời gian dài, nhưng hai cậu bạn ngồi trước này không hiểu sao vẫn luôn có cảm giác kính sợ đối với bàn sau lưng mình. Hồi đầu là do bị danh tiếng đầu gấu trường dọa sợ, về sau thì bị cái sự gây lỏ của hai tên này dọa sợ mất dép. Gây thôi đã nành, đây còn là gây đến đầu không tưởng. Tả dù chọc xong, hai người anh em bàn trên không buồn quay đầu, chỉ nói: đại ca, đừng quấy rầy tôi tập trung ngay nữa, sợ là thời khắc quyết định sống chết của cả lớp rồi, tôi không thể phân tâm được. Tả dù dày dày chán hoàn toàn tuyệt vọng với đám người này. Cô giáo tiếng Anh thì có vẻ cực kỳ hài lòng với biểu hiện chăm chỉ học tập tới mức gần như tàu hỏa nhập ma của cả lớp 3. Đến tận khi hết giờ dọn xong đồ đạc, trước khi ra khỏi cửa còn cười thêm một câu: chẳng biết mấy trò bị chúng ta hay làm sao, tôi chỉ hy vọng lớp 3 chúng ta cứ tiếp tục duy trì trạng thái này thôi. Toàn bộ mấy phút nghỉ giữa giờ, ngoại trừ tiếng đám học trò vùi đầu thì thầm thảo luôn đề bài, trong lớp học không còn bất cứ âm thanh nào nữa. Có mấy đứa xếp hàng dài trước bàn của học ủy lớp 3, trông như thể đi gặp bác sĩ xin khám bệnh. Chỉ thấy tiết tập sinh bình tĩnh nâng gọng kính giải quyết giúp phản đạt sau một bài hình học không gian, cầm bút trong tay nói: người tiếp theo. Hứa Tỉnh Tỉnh vô cùng cung kính đi lên bài quyển sách bài tập hóa học lên bàn tiết tập sinh. Thưa thầy, tiết đề thứ 3 trang 68 mong được thầy chỉ dạy. Là Văn Cường xếp sau Hứa Tỉnh Tỉnh, trong lúc chờ đợi vẫn không quên nhân lúc rảnh rỗi mà tùng thêm công thức đại số. Tả dù nghĩ rất đơn giản, một khi đã nói hết nước mà chẳng ai tin là thật, không bằng giữ im lặng, tới lúc đó chỉ cần dùng thành tích thi cử để nói chuyện. Hà Triều thì có vẻ vẫn không chịu bỏ cuộc, trông dáng vẻ hắn nhàn nhã hết biết, gác chân rất thảnh thơi giơ tay với La Văn Cường: thầy ủy. La Văn Cường ngẩng đầu lên: hả? Ông không làm được đề nào vậy? Hà Triều nói: tôi dạy cho ông. La Văn Cường cứ tưởng có chuyện gì, nghe thấy vậy thiếu chút nữa là nghẹn một hơi ở lồng ngực. Cảm giác ngạt thở ập dưới, mãi lâu sau vẫn không thể bình tĩnh lại được. Cậu chàng đang bận thuần khí, bỗng dưng Hà Triều lại bổ sung một câu: không thì nông mang qua đây tôi làm máu cho ông một lần ông xem. Tả dù giật nhẹ góc áo Hà Triều, có dự cảm không tốt lắm về phản ứng của La Văn Cường nhắc nhở. Được rồi. Hà Triều thấp giọng nói: anh chỉ nghĩ có khi mình sẽ giúp được gì đó thôi mà. Tả dù bảo anh thử nói nữa đi, chưa biết ai mới là người cần giúp đỡ đâu. Là Văn Cường sâu sắc cảm thấy hiện tại mình thực sự rất cần một cái xe cứu thương. Trong đầu như cài bom, dùng một kết nổ tung bừng. Ông làm cái rắm ấy, lượn đi cho tôi nhờ. Cuối cùng là Văn Cường hít một hơi thật sâu, cất giọng từ chối: Triều ca là thế này, bây giờ thời gian của tôi rất quý báu, từng giây từng phút cũng không được lãng phí, ông có hiểu ý tôi không? Hà Triều bảo: sao ông lại không tin tôi thế nhỉ? Cường Cường, tụi mình cứ thử cho nhau một cơ hội đã xem sao. Đáp lại hắn là bóng lưng rời đi vô cùng dứt khoát kiên quyết của La Văn Cường. Lúc rời đi, bước chân La Văn Cường như ở trên mây, cả người chìm trong ảo mộng. Rốt cuộc tôi là ai, tôi đang ở đâu thế này? Phản ứng của La Văn Cường quá mãnh liệt, vô cùng có tính hình tượng. Tả dù tha lòng ngón tay đang nắm góc áo Hà Triều ra, cũng không nhìn được ngả người sang bên mà cười. Hà Triều cũng gãi đầu, cũng thôi luận ý định giúp đỡ người khác. Cậu cản lời: mấy cái đứa này học cách tình tưởng khó tới như thế hả? Thả dù thì bảo: anh em cảm thấy nên học cách bỏ cuộc đi. Trên bản tin của lớp 3 bên cạnh dòng chữ nghịch thiên cải mệnh là lịch đếm ngược tới ngày thi cuối kỳ. Vì đồng hồ đếm ngược này mà cả lớp càng thêm phần khẩn trương. Rất nhiều lần lão đường có ý khuyên đám học trò nên bôn sách vở ra ngoài chơi một chút cho khỏe. Phải kết hợp giữa học với chơi chứ,
Học tập cũng phải có kế hoạch phù hợp. Mấy ngày nay các em đều như vậy, đến giờ thể dục cũng không muốn học, đây là làm sao vậy hả? Nhưng bà tập thể lớp 3 đều giữ vững ý chí như sắt như đá. Lão Đường khuyên bảo thế nào cũng không mảy may rung động. Tới ngày thi giữa kỳ, lại trừ tiếng chuông thông báo trong loa của chó điên. Các lớp khẩn trương sắp xếp bàn ghế trong lớp mình, ngờ tiếng sau từng thí sinh bắt đầu di chuyển tới phòng thi để chỉ định, chỉ còn lại những tiếng kê bàn ghế. Ôn tập liên tục 2 tuần với cường độ cao, nhìn đám học sinh lớp 3 đứa nào đứa đấy có vẻ xa sút tinh thần. Liều Tôn Hào cầm khăn lau xóa số 1 trên bảng tin, sau đó trình trọng viết một số 0 lên đồng hồ đếm ngược. Mọi người giữ vững tinh thần nhé. Dưới mắt Liều Tôn Hào là cặp cuồng thầm đen thui vì 2 tuần ròng rã thức đêm học bài. Mặc dù mệt mỏi nhưng đáy mắt lóe lên vẻ kiên nghị sáng ngời, tụi mình có thể thắng mà. Tả Dù kéo bàn ra, cảm giác bộ dạng này của đám bạn không giống chuẩn bị trước cuộc chiến cho lắm, mà càng giống đám lư khách đang chen nhau trên một con thuyền nhỏ rách nát tả tơi. Dù sắp bị dòng lũ bao phủ, nhưng trước khi chết vẫn cố trèo lá trong tuyệt vọng. Mặc dù vào kỳ thi trước Tả Dù với Hà Triều đạt được kết quả khả quan hơn, nhưng vẫn không thể tránh được vận mệnh bị phân vào phòng thi cuối cùng. Người người chen chúc nhốn nháo trong hành lang, đều đầm vội vã đổi phòng thì chật như nêm cối. Hôm trước ai nói về hàng nhất số giường nhỉ? Hà Triều dừng lại, quay đầu nhìn cậu. Sao tài xem nhé. Môn đầu tiên là ngữ văn, Tả Dù chỉ mang theo 2 cây bút, ngoài ra không còn gì khác, thậm chí đến cục tẩy cũng không có, gần như chẳng hề tính đến chuyện viết sai phải có ý để tẩy lại. Được. Tả Dù nói xong, cúi đầu tắt điện thoại di động. Khi ngẩng đầu lên, đám Lương Huy vừa lúc đi từ nhà vệ sinh ra. Không biết Lương Huy đã đi nhuộm tóc từ khi nào, mấy sợi tóc đỏ phất phơ bên thái dương khá bắt mắt, cả người nồng nặc mùi khói. Ánh mắt hắn u ám tối tăm, bộ dạng cả lớp phất phơ, cắm tay vào túi quần. Trong loạt thông báo không ngừng ngập đi lặp lại câu nhắc nhở, hai phe nhìn nhau cuối cùng đều không có phản ứng gì. Mời các thí sinh di chuyển tới phòng thi được chỉ định. Mời các thí sinh di chuyển tới phòng thi được chỉ định. Chỉ còn 10 phút nữa là thời gian thi bắt đầu. Xin hãy chú ý thời gian. Môn thi đầu tiên, ngữ văn. Chỉ còn 10 phút là thời gian thi sẽ bắt đầu. Để thi giữa kỳ lần này so với các trường cấp 3 của thành phố này kết hợp ra đề, độ khó cao hơn rõ rệt so với những năm trước. Chưa vào giờ thi, trong hàng ổ đám học sinh kém đã có người khụp xuống bàn ngủ vùi. Tới khi giám thị vào phòng, cậu chàng kia vẫn đang gáy khò khò, tiếng gáy chậm chạp như kéo bế, khiến thầy giám thị phải khựng bước. Giám thị lần này là một khuôn mặt xa lạ, hiển nhiên có định kiến rất lớn với vòng thi này, vừa kiểm tra đề thi vừa nhíu mày quét một lượt xuống phía dưới bục giảng. Dưới bục giảng đủ loại hành vi, thậm chí có mấy đứa to gan tự cho rằng mình đã ẩn nấp kỹ càng, mở cả điện thoại ra nghịch. Kỷ luật rồi thành tích kém chính là những từ để nói về phòng thi này. Sau khi tiếng chuông báo vào giờ thi hối hả vang lên, thầy giám thị phát đề thi xuống theo từng dãy, chuyển từ bàn đầu xuống bàn cuối. Đứa học sinh đang gáy ở góc lớp rốt cuộc bị tiếng chuông đột tỉnh, quệt khóe miệng biến cứ mở mắt ra. Cái phòng thi này vốn không hề mang lại cho người ta một xíu bầu không khí thi cử khẩn trương nào, nhưng mà Tả Dù lại cảm thấy cô họng mình khô khốc. Cậu nhận được đề thi lập tức dùng khuỷu tay chặn giấy, bắt đầu viết họ tên, một tay khác truyền bài thi xuống bàn dưới. Chữ Tả vừa viết được 2 nét, Hà Triều vươn tay, cầm lấy đề thi trong tay Tả Dù. Chính thức bắt đầu môn thi đầu tiên, thời gian làm bài trong vòng 120 phút, thí sinh chú ý không được phép mang dụng cụ không liên quan tới quá trình giải đề. Cùng với tiếng chuông thông báo trên loa phát thanh, giám thị cũng bắt đầu chậm rãi rảo bước trong phòng. Tả Dù viết xong họ tên đọc qua một lượt đề thi lần này. Lúc đầu cứ tưởng độ khó cuộc thi lần này cũng chỉ tầm như kỳ thi tháng, kết quả lại bất ngờ gặp được 2 dạng đề hoàn toàn mới. Sau đó cậu mới để ý tới ô trên cùng ghi họ tên người ra đề, trong đó có liệt kê mấy vị giáo viên ở trường khác. Nhỉ trùng khá gọi trọng kỳ thi lần này, 4 trường cấp 3 kết hợp tổ chức thì có thể nói thành tích cuối cùng sẽ có ảnh hưởng trực tiếp tới mặt mũi của các trường. Mặc dù từ trước tới nay nhị trùng cũng chẳng hề có mặt mũi gì đáng nói, điểm trung bình vẫn luôn dậm chân tại chỗ không hề tiến bộ. Tới cả chiều cuối cùng là mang bảng thành tích từng môn ra so sánh, cũng không có mấy học sinh có thể nổi bật hẳn lên để chen vào những thứ hàng đầu. Sao rồi? Tả Dù chưa làm được mấy câu đã bị Hà Triều ngồi đằng sau chọc bút vào lưng, có thể được mấy điểm? Thích bao nhiêu thì cũng chịu.
Tả Dù nói xong thì mới lặng lẽ ngửa ra sau. Đã thấy sợ chưa? Xin em đi, em sẽ cân nhắc chữa cho anh mấy điểm. Đổ loại hành vi lén lút đang diễn ra trong phòng thi, có tên nào đấy ở bàn trên truyền giấy mà không trúng đích, kết quả rớt luôn ra ngoài lối đi giữa hai dãy. Hà Triều cầm bút bằng tay trái, có nhẹ một cái lên ghế cậu. Bạn nhỏ à, em kiêu căng thật đấy. Em mới phải xin anh đi rồi anh nhường cho em 20 điểm nhé. Cuối cùng đám học trò cũng đang mải mê chuyển đáp án cho nhau trong phòng thi, không hề hay biết hai đại ca chuyển đổi sổ của khối đang thủ thỉ những gì với nhau ở góc lớp. Đơn giản chính là một đoạn đối thoại tâm thần mà cánh mày râu nghe xong chỉ biết cầm nín, còn hồi chị em thì nước mắt tuôn rơi. Đám người này chỉ viết suôn sẻ được mỗi một phần họ tên và lớp học và môn thi. Sau khi viết xong là bắt đầu cắn nắp bút, nhìn chằm chằm đề bài, một chữ cũng không vào đầu. Cả bọn nhanh chóng phát hiện ra, đồng chí chuyên môn xếp hàng chót của khối lần nào cũng hùa theo kêu rên. Đề này khó phải, với mọi người ấy vậy mà giờ đây không hề có đồng tính. Thiếu đi một cả cứng hay cùng tham gia than thở, cậu chàng bên trên vừa ngủ gật bàn nãy giờ đã tỉnh hẳn, trông thấy Hà Triều vẫn đang cắm cúi làm bài giáo sư hỏi. Triều ca, hôm nay trạng thái của mày không tệ nhỉ? Hà Triều lật bài thì sang trang mới thông thả rồi nói. Rất không tệ ấy chứ, vì có được học sinh như tao mà nhìn chung nên lấy làm kiêu ngạo mới phải. Vốn chỉ ông thầy giám thì đã nghĩ thôi thì mắt nhắm mắt mở cho qua, chẳng muốn trông chặt cái phòng này làm gì. Nhưng mà đám học trò ngồi dưới ngày càng lộng hành lộ liếu. Thầy bỏ sách trong tay xuống nặng nề ho một tiếng. Trật tự nào? Cậu bạn kia lại một trận nữa phải nuốt mấy câu xì phà về. Cậu ta nhìn Hà Triều, cảm thấy bản thân thực sự không thể hiểu nổi sự tự tin mù quáng này rốt cuộc ở đâu mà chui ra. Mỗi một câu hỏi đều được Tả Du trả lời hết sức ngắn gọn. Chờ cậu làm xong kiểm tra một lần nữa từ đầu tới cuối, ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, đoán chừng có lẽ mình sẽ ngủ thêm được nửa tiếng nữa. Tả Du liếc nhìn thoáng qua Hà Triều, vẫn đang sáng tác văn chương, hình như đang ở phần kết luận. Bình thường chữ viết của tên này luôn ngoái tới tận trời, một câu cũng không trả lời được hẳn hoi. Khi đã cầm bút thì có viết gì cũng khiến người khác hoang mang tột độ. Hiện giờ đã không còn dám vẻ tùy tiện, mắt hơi rú xuống viết rất chăm chú. Sau khi bị giám thị cảnh cáo, phòng thi chỉ yên tĩnh được mấy phút, sau đó thì ai cần truyền phao thì vẫn tích cực truyền phao. Cho xin đáp án với, từ nay về sau cái mạng này chính là do ông ban cho đại ca, và nồng đấy xin hãy thương xót nhau đi. Đường trên ngang, cứ cái gì mà cướp ở cái phòng thi này xếp đáp án cũng phải có trật tự đấy. Này này, người anh em, lần trước tôi có thấy ông đâu mới tới hả? Tả Dù không để ý Hà Triều viết văn như thế nào, chỉ là khi gối đầu lên cánh tay nhắm mắt ngủ, nghe tiếng tụi bạn bên trên thì thầm to nhỏ, trong đầu bỗng hiện lên bài văn bóng lưng mà Hà Triều từng viết vào học kỳ trước. Cũng ở thời điểm chuyển đáp án tay nhau trong phòng thi này, phát hết óc suy nghĩ cách làm sao để viết văn càng lạc xa đề càng tốt, làm sao để tạo nên một áng văn chứng ngóng đầy hoàn mỹ, sau đó là một cái nắm tay, giống như một giấc mộng hoang đường nhưng tràn ngập diệu kỳ. Tả Dù ngủ thiếp đi trong dòng suy nghĩ, giữa chừng loáng thoáng nghe thấy tiếng chủ nhiệm Khương hô hào trong loa phóng thanh. Chỉ còn 15 phút nữa là hết giờ, đề nghị các thí sinh nắm chắc thời gian nhanh chóng hoàn thiện bài thi. Đáp án nào đều đã được chuyển hết. 120 phút trong phòng thi này trôi qua dài từ thế kỷ. Hàng ổ đám học sinh kém giờ đây dần trở nên im mắng. Mọi người đã nếm bút từ lâu phó thác cho số mận, ngủ rạp hết cả. Thầy giám thị chiêm ngưỡng kỳ quan này cũng chỉ biết lắc đầu. Độ khó của đề thi giữa kỳ lần này rõ ràng vượt quá hết thảy những mẫu đề đám học trò từng ôn luyện vào ngày thường. Sau khi trải qua hết các môn thi, tất cả đều thấy tâm tàn như tro lành, cảm giác rã rời kéo đến, thậm chí còn không biết rốt cuộc lần này mình đã thi như thế nào. Xong rồi, xong hết rồi. Tiếng chuông báo hết giờ thi môn cuối cùng reo lên, Lưu Tuấn Hào nộp bài, lúc ra khỏi phòng thì phải vìn tường, lết từng bước một, khổ sở mãi mới về được tới lớp, vừa vào cửa đã kêu. Hỡi các chiến lưu đến nay, báo cáo tình hình chiến đấu xem thế nào nào. Là Văn Cường bảo, hoàn toàn tuyệt vọng. Hứa Tỉnh Tỉnh nói, không nghịch được thiên mà cũng chẳng cài được mệnh. Phản Đạt nói, tiêu tùng rồi. Cả lớp cũng chỉ có hai người Tả Dù với Hà Triều, trông có vẻ không hề hấn gì. Hà Triều đang kê bàn về chỗ cũ, nghe thấy Lưu Tôn Hẹo, Hồ Hẹo cũng giơ tay lên một tay đỡ bàn nói, vừa xa khả năng phát huy thường ngày.
Lộ Thuần Hạo cảm giác trái tim mình như bị đục thủng hàng trăm nghìn lỗ, hoàn toàn tan nát. Tả Du ngả người ngồi trên bàn họp, đang chờ Phan Đạt kế bàn phía trên rời đi. Đường Thị Vướng, cậu chẳng thèm nể nàng, vươn tay túm cổ áo Hạ Triều xách người về. Vẫn chưa với ra hả? Anh nói nữa là một giây sau chuột nó nhảy lầu luôn đấy. Các giáo viên bộ môn cũng hết sức lo lắng về thành tích của cuộc thi lần này. Quả những gì đã chứng kiến khi làm bài giám thị có khả năng điểm thi trung bình tới đây sẽ lập lên một cột mốc thấp nhất trong lịch sử của trường. Trong văn phòng giáo vụ, mấy thầy cô ngồi lại với nhau bàn qua bàn lại về vấn đề điểm số. Có lẽ là gay gò đấy, trước đây chênh lệch giữa trường chúng ta với các trường khác chỉ khoảng 2-30 điểm thôi, khả năng lần này phải lên tới 5-60 điểm. Như là môn toán, đề toán lần này quá khó, thường ngày chúng ta cũng chỉ dạy tụi nhóc làm những bài kiến thức cơ bản rất ít khi đụng tới những loại này. Mấy thầy cô bàn được một nửa bỗng nghĩ tới điều gì cất giọng hỏi. Thầy Đường à, có phải cuối tuần này thầy sẽ tới thập tứ trung chấm bài không? Bốn trường học kết hợp tổ chức thì mỗi trường sẽ cử một số giáo viên tới để tham gia chấm bài. Lần này giáo viên được khối 11 cử đi chấm là Đường Sâm và Ngô Chính. Lão Đường vừa thu dọn xong đồ đạc đang chuẩn bị lên lớp nghe thấy vậy gật đầu đáp. Đúng vậy, có tội với thầy Ngô. Chấm bài là công việc rất mệt nhọc, chỉ cần chấm xong một ngày thôi là đã nhức hết cả mắt. Không có mấy giáo viên đủ nhiệt tình dành thời gian cuối tuần quý báu đi làm mấy chuyện đấy. Hai người vất vả quá. Các thầy cô khác lắc đầu nói xong mới nói nhỏ giọng cảm thán. Không biết lần này hai trò ở lớp thầy thì thế nào đấy? Nhắc tới hai đứa học sinh nào của lớp bà, cả văn phòng lầm vào trầm mặc, sau đó đồng thanh thở dài. Gần tới giờ tan học, cô nữ sĩ gọi điện thoại tới báo rằng mình đã tới trước cổng trường, bởi vì lỡ thốt ra mấy lời kiểu vượt xa khả năng phát huy bình thường mà Hà Triều đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ đang bị cả đám Lưu Tôn Học và La Văn Cường liên thủ đuổi theo đánh túi bụi. Nhận ra tâm trạng yêu xìu của cả lớp, Hà Triều rất chịu phối hợp, mặc cho mấy đứa bạn rượt tới rượt lùi, kéo giãn bầu không khí. Hà Triều bị rượt theo cả buổi, giữa đường đội chiến thuật phi người qua cửa sổ, tay chống bề cửa, chỉ trong chớp mắt lấy đà phóng qua. Bạn cùng lớp kiểu gì mà chơi cả bạo lực với nhau thế hả? Hà Triều vừa tiếp đất liền phóng tới bên người Tà Du, lão Tà, cứu mạng với. Là Vân Cường dừng bước trước khi sắn tay áo lên còn hỏi ý kiến Tà Du. Dù ca tôi có thể đánh ống được không? Bên đầu bên kia của điện thoại, cô nữ sĩ đang dặn dò hết thứ này tới thứ kia. Tả Du bị phân tâm vô thức đáp một tiếng quả quyết với cô nữ sĩ. Ừ, là Văn Cường mạo đa tạ đại ca, vậy thì tôi sẽ không khách khí nữa. Lão Đường ôm chồng bài thi ra khỏi văn phòng, trông thấy mấy đứa học trò đang chạy nhảy đùa giỡn với nhau ngoài hành lang cũng khẽ thở phào. Chỉ sợ tâm trạng đám nhóc nhà mình sau khi thi xong bị ảnh hưởng nặng nề, không ngờ tinh thần vẫn có vẻ khá lạc quan. Được rồi, về chỗ ngồi hết đi, sao còn chạy tới chạy lui nữa vậy? Bước chân Lưu Tôn Hạo phanh kít lại dừng tay nói, thầy ơi, lúc nào mới quả có kết quả thi lần này ạ? Nếu không có gì ngoài ý muốn, qua hai ngày cuối tuần là chấm xong rồi. Lão Đường trầm ngâm một lát rồi mới nói, chờ tới lúc thông báo kết quả phải thêm mấy ngày nữa. Nói thì nói vậy, nhưng ngày hôm sau khi bắt tàu điện ngầm về tới tập thứ chung để chấm bài, Đường Sâm đã không thể ngờ được sự cố ngoài ý muốn lại xảy ra nhanh như thế. Các thầy cô vất vả quá. Một nữ giáo viên phát bài thi cho mọi người xong, sau đó hơn 10 giáo viên bắt đầu chen chúc trong một lớp học. Tất cả tạm ngừng trao đổi, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng lật bài thi sột soạt. Thập tứ trung là một trong những trường cấp 3 nổi tiếng nhất của thành phố này. Mặc dù tỷ lệ lên lớp không bằng những trường chuyên khác, nhưng khá ổn định với phần còn lại. Lần này thập tứ trung đầu tư chuẩn bị thêm mấy lớp học chấm để có không gian cho các giáo viên chấm bài. Ngô Chính ngồi ở phòng ngay cạnh Đường Sâm. Sau khi chấm được mấy bài, Ngô Chính mở hộp kính ra, kéo kính lên cúi đầu tiếp tục phê vào khung điểm trên bài thi. Quá trình chấm bài dù khá buồn tẻ, nhưng thi thoảng gặp phải những trường hợp làm sai đề tới mức giờ khóc giờ cười. Các thầy cô thường sẽ than thở mấy câu. Coi trò này đi, một đề hình thôi mà tưởng tượng ra lắm đường kẻ phù thế không biết, chỉ chít như mê cung, tôi đếm coi nào, vẽ hẳn 13 cái. Mấy thầy cô tiếp tục vùi đầu chấm, trong đó có một thầy giáo dạy toán rất có uy tín của thập tứ trung, đã có kinh nghiệm mấy chục năm trong nghề, cũng là một trong những người ra đề lần này. Thầy chấm xong một tập bèn rút ra thêm một tập nữa từ bên cạnh. Tập bài thi này khiến thầy vừa chấm vừa phải chau mày. Thầy Vương hả? Có chuyện gì thế? Cái phòng thi này là sao vậy?
Thầy Phương kia nói xong lật sang bài thi tiếp theo, càng thêm chắc chắn rằng tất cả đáp án của tập bài thi này đều được copy giống nhau từ đầu tới cuối, ngay cả sai số chỗ nào cũng y như đúc. Chiều trò gian lận kiểu này thực sự là mong không biết phải nói gì. Có đáp án cùng hưởng gian lận tập thể luôn, kể ra cũng khá đoàn kết đấy. Nhưng đâu chỉ dừng lại ở mức đoàn kết, đây có thể coi là quá sức tưởng tượng rồi. Thầy Phương mất hết kiên nhẫn, nhanh chóng chấm xong hơn một nửa, chỉ còn thừa lại hai bài thi cuối cùng. Thầy không buồn để ý tiệt tay lần qua, chỉ muốn thoát khỏi cái phòng thi đoàn kết này càng sớm càng tốt. Sau khi nhìn thấy nét chữ trên bài thi nọ, tay chợt khựng lại, ngòi bút màu đỏ rừng sữa không chung. Đó là một bài thi được trình bày rất đẹp đẽ.